Tất cả các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc toàn thể các đồng nghiệp của tôi mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin kính chúc mừng và kính còn cắm đằng sau nữa chị mày ạ, dây đỏ đằng sau, dây đỏ để chị Thank you.
Thank you.
kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm nay thì trường tiểu số 1 xã Bắc Điền tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, được về dự lễ kỷ niệm và thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Điền, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các thầy giáo, cô giáo. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe và tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp chồng người của xã ta đạt được nhiều thành tích hơn nữa.